xin chào cảm ơn sự bồi hồi, xúc động và cảm thấy hơi run. Nhưng em cảm thấy rất tự hào khi mình là tân sinh viên mới của trường Winnic Việt Nam ạ. Mục tiêu của em là sau này em muốn ra trường em sẽ giao tiếp tốt hơn bằng tiếng Anh và có một công việc ổn định ngành mà em yêu thích ạ. Hôm nay thì em rất là vui ạ. Thực ra là cũng háo hức và tự hào nữa. Tại vì là em đã rất là mong chờ đến cái ngày này. Thậm chí là đã từ 2 tháng trước em đã bắt đầu mượn giáo trình của trường, tại vì em không thể nào đợi được đến cái ngày mà em được bắt đầu học ở đây. Em rất là vui khi mà bây giờ em đã chính thức là một tân sinh viên, có cơ hội để làm quen với các bạn, và trong tương lai thì chắc là em sẽ còn có cơ hội tham gia nhiều sự kiện hơn nữa cống hiến cho trường. Thì em đang định song song với việc là học tập cái chương trình chính của trường thì em sẽ phối hợp thêm với bên UAN, tức là một tổ chức marketing cũng lớn ở Việt Nam, để mà kết nối UAN với cả Greenwich, mang đến thêm nhiều cái sự kiện cũng như cơ hội cho các marketer trong trường. Về mặt bằng chung thì thấy chất lượng của đầu vào của sinh viên năm nay khá tốt, tốt hơn các năm. Đặc biệt là cái khả năng về ngoại ngữ của các bạn thì đầu vào năm nay mà bằng chung tốt hơn, đây là tín hiệu đáng mừng. Rất mong muốn, rất kỳ vọng là các bạn sinh viên ngoài cái việc là rèn luyện, tích lũy những kiến thức trên lớp thì còn rèn luyện những cái kỹ năng cần thiết để hội nhập tốt và nắm bắt được tiếp cận được cái yếu tố công nghệ và theo kịp những cái sự thay đổi của công nghệ để cạnh tranh tốt khi mà ra trường.